Hello, xin chào các bạn. Mình là Justin đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với một cái video mới lần này. Trong cái video lần này mình muốn đặt cho bạn một số cái câu hỏi như thế này. Trong quá trình đi làm việc như là một software engineer, có bao giờ các bạn gặp phải một tình huống như thế này hay không? Tình huống thứ nhất là các bạn sau khi đã có xong một cái module khá là xịn sò và test mọi thứ đều hoàn thành tốt hết, thì manager của bạn mới kêu bạn là hãy cập nhật cho manager bạn một tài liệu kỹ thuật về design hệ thống cũng như thế nào, về những cái module của bạn làm sao. Bởi vì các bạn code bạn chưa có dựa trên một cái design nào đấy. Thì manager của bạn mới đưa cho bạn một cái template rất là dài như thế này, có mấy chục cái đầu mục như thế này để bảo các bạn điền. Thì các bạn chỉ đơn giản các bạn vô điền hết thời gian dưới xong và nộp lên cho manager các bạn rồi xong hoàn thành công việc. Có bây giờ bạn gặp phải tình huống như vậy không? Tình huống thứ hai mình đặt ra các bạn là như thế này. Sau khi bạn đã vô một dự án mới và dự án đó đã được 3 4 năm rồi, với những cái tính năng rất là từ xưa đến giờ và mẹ maintain một cái tính tính năng, và sau khi các bạn được giao một con bug hoặc được giao một con feature mới, thì các bạn mở tài liệu kỹ thuật ra các bạn đọc để các bạn dò xét xem coi tính năng đó đã được design ra làm sao, có như thế nào. Sau khi bạn đọc tài liệu kỹ thuật xong rồi, các bạn đi vô code bạn xem, thấy chất work nó không có liên quan gì tới nhau hết trơn. Tài liệu kỹ thuật ở đây và tài liệu design đây, hai cái không có cái nào là giống cái nào hết trơn. Vậy theo cái nào bây giờ, theo cái code hay là theo cái tài liệu design bây giờ? Ok, nếu bạn gặp những tình huống như vậy trong quá trình làm việc của bạn, thì video này muốn chia sẻ các bạn biết là 7 cái principle để mình có thể có một tài liệu kỹ thuật thực sự như ý muốn và thực sự là tốt. Ok, thì đầu tiên mình muốn nói về một cái điều: viết tài liệu kỹ thuật phải theo read the point of view. Read the point of view nghĩa là sao các bạn? Một cái tài liệu kỹ thuật các bạn viết, có thể là các bạn làm về BA, các bạn phải viết requirement, các bạn về làm architect, các bạn phải làm một cái tài liệu design, bạn làm coder, các bạn có thể viết một cái tài liệu low level design, hoặc các bạn có thể viết về những cái tài liệu là installation như thế nào, cách xài như thế nào, vân 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 vân. Rất nhiều tài liệu ở mỗi cái role nào trong dự án đều phải biết cách viết cái tài liệu của mình như thế nào cho người khác đọc. Thì reader ở đây, đầu tiên các bạn phải xác định được là reader của bạn là ai. Mình ví dụ nhé, thì các bạn là giả sử như một người architect đi, thì reader của cái tài liệu architect của bạn là ai các bạn? Có phải là một cái người developer không? Có phải là một cái người là quản lý dự án không? Có phải là cái khách hàng của bạn đọc không? Ví dụ khách hàng của bạn đọc không phải là đọc hết tất cả các tài liệu về architect đúng không? Nhưng mà ta đọc về cái gì? Ta đọc về cái context view, người ta đọc về high level, ta đọc về cái quality của các bạn như thế nào chẳng như vậy. Thì mỗi cái reader như vậy, mình phải xác định được reader của cái tài liệu của mình là ai. Rồi người ta mong muốn như thế nào ở cái tài liệu của mình, mong muốn cái gì ở tài liệu của mình. Ví dụ như bạn nói chuyện với anh QA đi, hoặc chị QA đi cho nó đúng. Chị QA thì chị QA nói là tôi muốn là cái tài liệu của anh nó phải có đầy đủ những cái quality phải được đo của mình lại như thế này. Nói chuyện với anh manager, anh thì nói là cái tài liệu của bạn phải được đo của mình là những cái rủi ro mà về technical debt phải được đo của mình lại như thế này. Bạn phải là đúng cái template của công ty như thế này. Đó, thì đó là những cái reader point of view các bạn cần phải thu thập lại và xác định được đâu là cái reader chính của cái tài liệu của bạn. Khi các bạn viết một cái tài liệu, luôn luôn nghĩ trong đầu mình có bao nhiêu reader, mình đang muốn viết cho ai, mình đang muốn viết cho ông A, ông B, ông C, ông nào trong dự án của mình, ông nào là ông chính cho dự án của mình, thì mỗi ông đó ông sẽ đọc cái phần nào trong dự án của mình. Thì dựa vào những cái reader đó mình mới chia ra từng cái đầu mục, những cái outline, những cái mục nào đó nó phù hợp cho từng một cái reader nào đó, để mà rất là nhanh chóng người ta có thể đi một cái lên một cái section đó, người ta đọc nhanh một cái phần người ta muốn, chứ không hẳn là đọc trên dưới. Tại vì một cái tài liệu rất nhiều cái reader chứ không hẳn là một reader đúng không các bạn, làm sao các bạn có thể chia được nhiều cái view của những cái reader khác nhau. Thì cái đó mình có chia sẻ trong những cái video trước liên quan tới những cái template, những cái ví dụ như Arc42 dạng như vậy, là một những cái template về architecture để mình có thể chia được những cái view khác nhau theo từng cái stakeholder hoặc những cái concern khác nhau trong dự án mình. Từ đó các bạn sẽ viết ra được những cái tài liệu chỉ có cần thiết cho từng reader thôi, chứ không viết thừa, không viết thiếu luôn các bạn. Tại vì nếu mà đưa cho mình một cái tài liệu trên dưới như vậy có 12 13 section, các bạn chỉ điền từ trên dưới luôn, các bạn cũng chẳng có biết đó là reader là ai, chỉ biết chỉ đơn giản ở đó nó kêu viết cái thông tin A, tôi viết thông tin A, viết thông tin B, tôi viết thông tin B, nhưng mà cũng chẳng biết viết để làm gì. Liệu có ông nào trong dự án của mình cần không? Nếu mà không không cần mình viết gì, mất thời gian đúng không? Lúc đó lại than phiền, tôi không có thời gian để cập nhật tài liệu, tôi không có thời gian để viết tài liệu, tôi chỉ có không có thời gian để mà tôi làm task. Thì lúc đó nó quay ngược vấn đề là gì? Các bạn hãy là chọn sai cái reader. Hãy quay ngược trở lại, xác định reader là ai.
người ta mong muốn gì về cái tài liệu kỹ thuật này của mình, mong muốn cái điều gì trong cái tài liệu kỹ thuật này của mình. Hãy viết đúng những gì mà cái reader của bạn đang mong muốn. Điều đầu tiên là như vậy. Điều thứ hai mình muốn nói cho các bạn để mà tránh cái chuyện lặp đi lặp lại đó là gì? Avoid unnecessary repetition. Có nghĩa là sao? Các bạn thấy trong tài liệu requirement đâu đó nói về một cái chuyện là về quality, nhưng mà khi chút xíu nó quay ngược trở lại vô cái tài liệu design lại thấy một cái gì đó về quality tiếp. Ủa đâu đó trong cái testing test spec hoặc tài liệu về cái gì đấy các bạn thấy được một cái quality tiếp. Ở đâu đó cũng nói quá nhiều quality. Vậy thì tôi nên dựa vào cái chỗ nào tôi biết để quality đây? Chẳng như vậy thì nó sẽ giải xảy ra cái tình trạng là gì? Ba cái nguồn quality hoặc những cái nguồn quality đó nó không có được cập nhật giống nhau. Cho nên giả sử như một anh về làm requirement đi, ảnh cập nhật ở trong cái file requirement rồi, nhưng bên kia thì ảnh vẫn là version cũ hoặc là ảnh vẫn là nói về những cái gì cũ, thì thực sự nó avoid cái unnecessary repetition. Giả sử như mà bạn nào mà làm một tất cả các tài liệu chung với một cái thì mình có thể là làm rồi, mình có thể là link vô cái tài liệu cũ đúng không bạn, link ra cái mục cũ hoặc là cái post cũ hoặc là những cái trang cũ của bạn nào đó, thì các bạn có thể để một cái reference link đúng không các bạn. Nhưng mà những cái người mà khác nhau luôn, khác nhau thì thường người ta có xu hướng là copy đúng không bạn. Thì khi mình làm mình tránh cái việc copy như vậy, tránh cái việc copy như vậy. Thường là mấy anh làm về test mà anh copy trực tiếp từ requirement anh B nguyên xin đưa qua đây, nhưng rốt cuộc là bên requirement người ta update rồi, bên test chưa update. Tốt hơn hết trong phần của mình, giả sử như requirement đã ghi về cái phần quality rồi, mình ví dụ quality thôi nhé, nhưng mà rất nhiều cái thứ có thể bị trùng, thì mình chỉ đơn giản là mình ghi rất là nhanh gọn lẹ những cái quality nào là quan trọng với mình trong cái phần là test thôi. Còn lại cụ thể detail quality như thế nào hãy quay ngược trở lại, link ngược trở lại vào cái file requirement để reader người ta sẽ đọc. Ok, tôi thấy đây là những cái summarize lại là cái quality như thế này, nhưng mà để cụ thể hơn tôi đi qua cái file requirement thì tránh cái trường hợp là các bạn sẽ copy từ đây qua đó qua tùm lum tà la, rốt cuộc là cái người reader người ta confuse, người ta không biết là nên đọc chỗ nào, và mình mất quá nhiều thời gian để mình maintain cái tài liệu đó, nó không còn là một cái nó sẽ dẫn đến những cái nó sẽ dẫn tới tình trạng tiếp theo mình muốn nói về sau đây. Thứ nhất là gì, cái tài liệu nó không được cập nhật, nó dẫn đến tình trạng tài liệu nó không được cập nhật, như là mình nói cái issue đầu tiên mình các bạn. Trường hợp thứ hai đó, các bạn thấy như một developer làm xong task thì manager đưa ra một cái template để cập nhật một số tài liệu, người ta chỉ đơn giản là cập nhật và ta thảy lên trên cái release rồi xong, người ta không có maintain, không có cập nhật cái gì hết, dẫn tới tình trạng là gì các bạn, sau những cái version update đó các bạn đã có một cái tài liệu ban đầu rồi và nó không có được cập nhật thường xuyên, và các bạn hay nói là tôi không có thời gian để làm tài liệu, tôi không có đủ thời gian chẳng như vậy, manager tôi không có thời gian giao cho tôi thời gian chẳng như vậy, hoặc là tôi quá bận, hay là rất nhiều thứ lý do mà các bạn sẽ đưa ra như vậy. Nhưng mà quay ngược trở lại những cái ý mình nói ban đầu thì mình hãy viết ngắn gọn nhất theo reader point of view nè, tránh cái chuyện trùng lặp đó, tránh trùng lặp và keep the document current but not too current. Làm sao ý mình nói current but not too current là nghĩa là sao các bạn? Hãy cập nhật các tài liệu của bạn thường xuyên. Rồi mình đặt ra vấn đề như thế nào gọi là thường xuyên các bạn? Thì trong team phải đặt ra một cái rule hoặc là một cái quality, ví dụ như mình nói là trong mỗi cái release hoặc là trong mỗi cái milestone release hoặc trong mỗi cái sprint release hay cái gì đấy theo dạng thời gian, ví dụ sau mỗi cái sau 2 tuần, sau 1 tháng hay sau bao nhiêu đó tùy cái dự án của bạn, ít nhất mình phải xem lại những cái tài liệu một lần xem có cần phải được cập nhật chỗ nào hay không. Ví dụ như tài liệu design thì có cái break change nào trong cái interface hay không, nếu có break change trong interface cái release đó thì mình hãy quay ngược trở lại cái tài liệu design mình cập nhật đi chẳng như vậy, hoặc là tương tự như vậy có cái sự thay đổi nào trong requirement không thì hãy quay ngược trở lại cập nhật vào tài liệu requirement, có cái sự thay đổi nào trên cái UI của màn hình hãy quay ngược trở lại cập nhật vào cái user manual chẳng như vậy. Thì sau mỗi thời gian hãy trigger cái chuyện là kiểm tra xem có tài liệu có cần phải cập nhật hay không, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là cái tài liệu của bạn sẽ được cập nhật thường xuyên nhưng mà không quá thường xuyên. Ở đây là keep the document current but not too current, có nghĩa là không cần phải mọi lúc mọi nơi mọi ngày thì phải nhìn cái tài liệu đó làm gì mất thời gian, chỉ cần một khoảng thời gian nhất định các bạn quay ngược trở lại cập nhật những tài liệu của mình là ok rồi. Đừng có tránh cái trường hợp là hàng cả năm trời không đụng tới tài liệu để cập nhật luôn, dẫn tới tình trạng là gì, nó hai cái nó không có giống nhau. Ok, cái đó là điều thứ ba. Điều thứ tư mình muốn nói với các bạn là gì, avoid ambiguity, tránh cái trường hợp là cái sự nhập nhằng confusion ở đây của mọi người.
Rồi bây giờ mình đưa cho bạn một cái hình như thế này. Hình này. Bạn thấy điều gì từ cái hình đó? Bạn thấy điều gì từ cái hình mà mình đưa cho bạn xem? Bạn thấy cái điều gì? Các bạn thấy những cái box, những cái đó là cái mà thấy những cái hình hộp, những cái box, những cái đường kẻ, đường nối, thì bạn không biết cái hộp, cái hình vuông đó là cái gì đúng không? Các bạn không biết nó là nó không không biết nó là một cái component, hay nó là một là system, hay nó là một cái bucket, hay nó là một class, hay cái gì mình đâu biết đâu, cái ô đó mình chỉ ở đây mình có cái tên là component thì mình mới biết là component nha, nhưng mà nếu mà thật sự mình chỉ vẽ ra tròn thì mình không biết là cái gì. Rồi cái đường nối đó, cái connector đó là cái gì mình đâu biết đâu. Trong trường hợp này cái hình này là cái gì? Cái đường nối nó là một cái lời gọi hàm, cái đường nối nó là một cái callback, hay cái đường nối nó là một cái trigger, một cái hệ thống chạy lên, hay là một cái gì mình không biết. Đó, cái này là một trong những cái ví dụ điển hình trong cái việc là avoid ambiguity. Có nghĩa là sao? Cái hình của mình đưa ra nó không ý nghĩa gì hết, nó không có ai hiểu gì trơn, mình cần gì? Một ông ngồi là ông giải thích. Thì cái tài liệu đó các bạn tạo ra thì phải có lúc nào phải người ngồi giải thích thì nó cũng không có gì là hay cả, thì hãy làm như thế nào? Cái đường kẻ đó phải là ghi rõ ràng. Ra một cái legend đó, là nó là một cái đường API con, hay là một cái callback, hay là một cái gì, còn cái hình tròn đó đó nó là một cái component, hay là nó là một cái system, hay nó là một cái gì, chẳng như vậy phải ghi rõ cụ thể cái đó. Thì mình sẽ có video, mình đã có cái video sau, mình đã có video đó chưa ta, mình đã có video để nói các bạn biết là cách cách đo cách visualize nó như thế nào theo cái ARC42 cũng như là theo cái C4 model. Bạn coi ngược lại xem cái C4 model mình đã giới thiệu thì nó rất là rõ ràng, thì nó là tránh cái trường hợp đó ambiguity, có nghĩa là đọc mà thực sự cũng chẳng hiểu nó là cái gì, nói chung là cũng không biết nó là cái gì. Ok, thì cái điều tiếp theo mình muốn nói với bạn đó là sử dụng một số cái standard organization, có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng phải ngồi tạo ra cái template. Giả sử như hai team dự án trong cùng một team lớn mà xài mỗi người một cái template riêng cho một cái file requirement, xài một cái template riêng cho một cái structure nó khác nhau cho một cái file design, hoặc là khác nhau cho một cái user manual, thì at the end là gửi một cái user manual cho người dùng tới hai cái format khác nhau, hai cái màu sắc khác nhau, hai cái structure khác nhau vào, nó không có gì là nó chuyên nghiệp ở đây cả. Cho nên cái điều thứ ba, cái điều tiếp theo mình muốn khuyên các bạn là sử dụng một số cái standard trong organization, có nghĩa là những cái template mà quy định sẵn, mình nên xài những cái template đó và sử dụng cái template đó, bỏ đi những phần nào mình không cần thiết đến, như là reader point of view mình nói ban đầu không cần thiết đến mình bỏ, hoặc các bạn chỉ đơn giản các bạn ghi là to be update, có nghĩa cho reader ta biết là cái này mình chưa có cần thông tin đó, cho nên mình chưa cần phải ghi, mình sẽ cập nhật vào tiếp tục về sau. Tại những cái tài liệu kỹ thuật trong dự án nó là một cái long live đó, cũng nghĩa là nó được cập nhật thường xuyên, cho nên hiện tại bây giờ tôi chưa có thông tin đó nên tôi chưa cập nhật, tôi ghi một cái note ở đó là cho người người đọc là tôi chưa có thông tin đó, tôi sẽ ghi ra về sau chẳng như vậy, thì người ta biết cái này chưa có thì người ta đọc tiếp cái phần tiếp theo chẳng như vậy. Thì nó sẽ tránh cái tình trạng là gì các bạn, mỗi team khác nhau xem một cái template khác nhau thì nó sẽ không có cái gì là nó hay hết. Thì điều tiếp theo muốn khuyên các bạn là review cái document for fitness purpose, có nghĩa là ngoài cái việc các bạn viết cái tài liệu ra, các bạn hãy review nó với ai? Với ai các bạn? Ai là người review cái tài liệu của bạn các bạn? Theo các bạn nghĩ, ai là người review cái tài liệu của các bạn? Ví dụ mình nói là ví dụ tài liệu requirement đi, hoặc là tài liệu về user manual đi, hoặc tài liệu về design đi. Ai là người review các bạn? Cho các bạn 10 giây để suy nghĩ. Ai là người review các bạn? Mình chắc chắn một điều, bạn nào đó là anh team lead anh sẽ review, anh architect anh sẽ review, anh gì gì đó anh sẽ review, anh manager anh sẽ review. Nhưng mà nó có thể không đúng nha các bạn. Các bạn viết tài liệu này cho ai? Các bạn viết tài liệu này cho user, cho reader của các bạn. Thì reader của các bạn chính là cái người review cái tài liệu này, xem nó có phù hợp với người ta không, như muốn người ta không. Đó là cái người reviewer hay đúng nhất trong cái tài liệu của bạn. Nhưng mà nếu các bạn chưa không có thể nào mà gặp được cái người reviewer đó thì có thể review review trước với những người trong team của mình, peer review các bạn. Peer review có nghĩa là mình review anh team lead review cho anh team lead, anh team member review anh team member, thì có thể review internal trước. Nhưng mà cái review người reviewer đúng đó là phải cái reader của bạn. Giả sử cái tài liệu của bạn xác định là có ba reader, tôi tài liệu về cài đặt đúng không, tôi có một anh đi cài đặt này,
anh vận hành này, anh gì gì đó này, thì anh trong một shopping này, anh nhưng mà gặp phải vấn đề anh sẽ đọc đúng không, thì hãy đi review với cái người như vậy xem người ta có thấy là cái đó có thể thỏa mãn được mục đích người ta không, người ta có đáp ứng được cái nhu cầu của người ta không. Giả sử không đáp ứng được nhu cầu thì cần thông tin như thế mình sẽ cập nhật tiếp cho đúng cái reader point of view. Đó chính là cái review the document to fit that purpose. Review đúng người nha các bạn. Giả sử như các bạn chỉ đơn giản review với lại manager các bạn thôi và approve. Nhưng mà cái tài liệu đó cuối cùng là người dùng sử dụng. Cuối cùng sao? Người dùng thấy cái tài liệu này không phù hợp với tôi. Vậy rồi sao? Tài liệu đó nó không có ý nghĩa gì cho người dùng, không xài. Thì nó dẫn tình trạng gì các bạn? Cái effort của bạn spend ra nó không, nó trở nên vô nghĩa, tài liệu nó không có cái gì, không có giá trị cho người dùng cả. Đó thì mình chỉ mong muốn mình khuyên các bạn những cái lời khuyên như vậy để nhằm mục đích là các bạn có được cái tài liệu kỹ thuật tốt hơn, phù hợp hơn với người dùng và tránh đi những cái vấn đề mình gặp phải ngày nay khi mình làm việc trong cái công ty phần mềm hoặc ngành phần mềm à, như mình đã nói ban đầu. Thì mình luôn luôn tin một điều là gì, cái người lập trình viên, mỗi người lập trình viên, mỗi người engineer phải có trách nhiệm của mình để cập nhật những cái tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần của mình. Ví dụ mình code một cái module A, mình là cái người phải document cái module A nó lại, cái design nó lại là low level design nó như thế nào. Nếu như có thể, nếu bạn không có architect trong team mà khách hàng không yêu cầu, có nghĩa là bạn được phép cập nhật cái tài liệu đó thì bạn là người phải chịu trách nhiệm cập nhật cái tài liệu đó. Bên cạnh đó các bạn là người chịu trách nhiệm cập nhật những cái tài liệu liên quan, ví dụ như là giải thích nó là gì, cài đặt nó ra làm sao, xài nó như thế nào, bạn là người phải có người trách nhiệm như vậy. Và hãy luôn nhớ đến những cái chia sẻ của mình để mình có được một cái tài liệu kỹ thuật tốt hơn. Hy vọng các bạn sẽ có những cái tài liệu kỹ thuật tốt hơn hết trong tương lai. Hy vọng thay đổi được cái tư duy của mình khi mình cập nhật tài liệu. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.